Kính thưa đồng chí Vũ Thế Đạo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa, đồng chí Lý Xuân Giao, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa. Kính thưa toàn thể các đồng chí cựu chiến binh khu phố 7, các đồng chí cựu quân nhân khu phố 7 về dự hội nghị hôm nay. Thưa toàn thể anh chị em, các đội văn nghệ của hai khu phố cũng về dự cái buổi liên hoan văn nghệ của khu phố hôm nay. Kính thưa các đồng chí, chấp hành cái chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy phường Phú Hòa và nghị quyết của Đảng thành ủy phường Cầu Môn và hướng dẫn về công tác ổn định tổ chức cựu quân nhân tại các khu phố để tiến tới thành lập được cái câu lạc bộ cựu quân nhân của khu phố 7. Hôm nay như vậy chi bộ khu phố 7 thực hiện cái nghị quyết tháng 8 và tháng 7 tiến hành cái hội nghị họp mặt cựu quân nhân, cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày Cách mạng tháng 8 và chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt các cấp ủy chi bộ và ban điều hành, xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự hội nghị hôm nay. Cảm ơn các đồng chí cựu quân nhân đã bớt chút thời gian về hôm nay. Kính thưa các đồng chí, qua tổng hợp lại toàn bộ cái lực lượng cựu quân nhân của khu phố bởi hiện nay thì theo danh sách tổng số của chúng ta có khoảng 47 đồng chí cựu quân nhân. Trải qua một thời gian dài thì manh nha tập hợp, nhưng đến hôm nay thì tại khu phố 7 tổ chức cựu quân nhân mới được họp mặt lần đầu tiên, là mang tính chất để ổn định tổ chức để chuẩn bị tiến tới thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân từ nay cho đến hết quý 4, tức là tháng 12 năm 2024. Thì cũng thông báo để các đồng chí biết là qua nắm tay khách của các đồng chí cựu quân nhân thì cũng qua làm việc trực tiếp là cũng đã báo cáo để đạt ý kiến với nắm tâm tư nguyện vọng của các đồng chí cựu quân nhân thì thấy có một số vấn đề như thế này. Một là khi mà tham gia sinh hoạt với các đồng chí cựu chiến binh thì cựu chiến binh của khu phố ta đại đa số là những đồng chí lớn tuổi đã trải qua cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ biên giới Tây Nam. Còn lực lượng trẻ hiện nay của quân nhân khi được các đồng chí đến tham gia sinh hoạt thì các đồng chí rất là e ngại. Chính vì vậy nắm được cái tâm tư nguyện vọng này của các đồng chí cho nên là cấp ủy chi bộ đã có ý định và báo cáo với Đảng ủy là sẽ cố gắng vận động anh em họp mặt một thời gian để tiến tới thành lập được cái câu lạc bộ như những khu phố khác của trong cửa ngoài. Thì qua việc trên đây thì đề nghị là các đồng chí cựu quân nhân chúng ta cũng là cố gắng là tham gia. Thì vừa rồi báo cáo với các đồng chí là qua cái tình hình thực tế thì thấy rằng có những cái phương hướng cách vận dụng để làm sao có lực lượng tham gia đông đủ. Thì vừa rồi chúng ta mạnh dạn đề đạt với Đảng ủy và trực tiếp đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy là nên tổ chức lại cái lực lượng cựu quân nhân khi đi về hết nghĩa vụ trở về thì tổ chức đưa đón đàng hoàng và đưa vào danh sách. Và hai nữa là một tâm tư nguyện vọng của anh em là khi ra khỏi quân ngũ thì trở về làm người dân thì trở về là có công an việc làm ngay. Thì hiện nay thì cũng báo cáo là của khu phố chúng ta và nhất là cái tình hiện nay thì các đồng chí biết là cái luật số 30 năm 2023 về an ninh trật tự khu phố thì đòi hỏi cái lực lượng này. Thì vừa rồi tôi báo cáo thẳng với đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy là cái lực lượng này nếu chúng ta kết hợp được vận dụng vào và tiếp nhận người ta đàng hoàng và đưa vào cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong những thời gian sắp tới thì nó rất là ý nghĩa và rất là thiết thực và đồng thời là đảm bảo các anh em sẽ đam mê và tin tưởng vào cái chế độ, tin tưởng vào chính quyền. Vì qua thực tế vừa rồi một số các đồng chí cựu quân nhân có phản ánh với tôi thường thường đi cắt tóc, các đồng chí cựu quân nhân thường thường đi không có nghề gì là đi cắt tóc, các đồng chí tâm sự nhiều thế được chúng ta ngày như vậy. Thì chính vì vậy tôi mạnh dạn đề đạt là bởi vì sắp tới cái lực lượng an ninh trật tự ở các khu phố thì báo cáo với các đồng chí biết là đòi hỏi cái văn hóa phải có từ lớp 9 đến lớp 12. Thế còn lại những đồng chí văn hóa thấp hơn đó thì sẽ đi làm những việc khác chứ không thể
làm cái theo cái luật quy định như vậy, luật của an ninh trật tự của khu phố của các khu phố như vậy. Cho nên là hướng sắp tới thì tôi đã mạnh dạn đề đạt với các cấp ủy cấp trên là hướng để làm được cái việc này thì chúng ta phải tận dụng được hết lực lượng này. Những lực lượng này nếu chúng ta tận dụng tốt thì một là đã được thử qua thời gian thử thách trong quân đội về cái ý thức chấp hành và cái nhận thức về xã hội, nhận thức về công tác, về chính trị, về xã hội, về công tác, nó sẽ rõ ràng. Mà có được giáo dục ở trong quân đội một thời gian là 24 tháng vì vậy nên cái lập trường chính trị và cái tư tưởng và cái ý nghĩa phục vụ nó sẽ tốt hơn và cái lãnh đạo của các cấp nó sẽ dễ dàng hơn. Thì cái báo cáo trong hội nghị hôm nay thì tôi cũng xin báo cáo để các đồng chí nắm được tình hình như vậy. Thì về phần khu phố 7 thì trong thời gian vừa qua thì báo cáo với các đồng chí là chúng ta đã thực hiện được tốt cái cuộc nội dung cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn 2021-2026. Trong khu phố các phong trào đã được dần dần đi vào nền nếp. Thì nhất hôm nay là cái đội văn nghệ cũng đã câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ dân vũ đã đi vào hoạt động thường xuyên tập luyện và cũng có một số những cái tiết mục đã tham gia với các nơi. Tại khu phố thì báo cáo trong năm vừa qua thì đã đầu tư xây dựng 4.000 mét đường cờ tổ quốc hoàn thành hết hơn 19 triệu và như vậy là mới vừa rồi chúng ta khánh thành tiếp hai cổng chào ở hẻm 74 và hẻm 104 hết 15 triệu, hết 25 triệu. Và hướng sắp tới thì khu phố sẽ tiếp theo cái chỉ đạo gợi ý của đảng ủy của đồng chí phó bí thư đảng ủy là khu phố 7 sẽ tiếp tục hoàn thiện tiếp một cái cổng chào cuối cùng từ đại đội Bình Dương đi vào là cái hẻm 78. Nữa là như vậy là xong hoàn thiện thì trong cái tháng 9, hết tháng 9 thì khả năng cái cổng chào sẽ xong. Thì qua cái phần nhân việc cái hội nghị hôm nay về cái chuẩn bị thành lập hiệp quân nhân thì thay mặt cho cấp ủy chi bộ để giao nhiệm vụ cho các đồng chí là chi hội trưởng và chi hội phó cựu chiến binh khu phố 7 cùng với chi hội cựu chiến binh và các đồng chí trong ban công tác mặt trận cố gắng ban điều hành cố gắng từ nay cho đến tháng 12 vận động được 47 anh em này tham gia vào để thành lập được cái câu lạc bộ cựu quân nhân. Thì muốn làm được cái việc này thì đề nghị với các đồng chí là phải nắm bắt lại toàn bộ lực lượng và vận động anh em để cho anh em tham gia vào. Hôm nay thì tôi chưa nghe báo cáo là tổng số cái cựu quân nhân trong cái số giấy mời chúng ta phát ra thì hôm nay được bao nhiêu đồng chí tham dự. Đề nghị chắc là đồng chí Thái trưởng ban công tác mặt trận nắm cái này để có cái số liệu để báo cáo trên. Thì qua cái phần hôm nay thì mong rằng là từ nay đến cuối năm mong rằng các đồng chí được sự giúp đỡ cái sự giúp đỡ của cựu chiến binh phường Hưng Hòa, nhất là các đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch để cho và chi hội để chi hội cựu chiến binh khu phố 7 sẽ kết hợp với các ban ngành đoàn thể của hệ thống chính trị khu phố 7 để tiến hành thành lập được cái câu lạc bộ cựu quân nhân trong cái tháng 12 sắp tới nhân dịp kỷ niệm 80 năm. Xin cảm ơn các đồng chí.